Chào mừng tất cả các cô chú anh chị và các bạn lại quay trở lại với kênh của Huyền Vy Bất Động Sản Bình Dương. Huyền Vy kính chúc cho tất cả các cô chú anh chị và các bạn có một ngày mới thật vui vẻ, may mắn và tràn đầy năng lượng nha. Lại tiếp tục cập nhật sản phẩm mới, hôm nay em sẽ review một căn nhà đường DL12 thuộc khu L Mỹ Phước 3 Bến Cát Bình Dương, để cho tất cả những cô chú nào mình muốn mua nhà để kinh doanh buôn bán thì cả nhà hãy xem hết video này nha. Và đây chính là cái căn nhà mà em muốn giới thiệu cho tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Căn nhà này có diện tích là bắt đầu từ cái mép nhà bên này đến vị trí cái cây sa kê đây là ngang 5, dài 30, tổng là 150m², thổ cư 100% sổ sẵn. Thì nhà xây cấp 4 ha. Phía bên hông thì có 1m lối đi xuống nhà bếp ạ. Thì nhà gia chủ khóa cửa em không có vào được, nhưng mà hình ở trong nhà thì giống y chang như cái hình mà em để trên video luôn. Nhà đang còn mới, nhìn rất là rộng rãi và thoáng luôn nha cả nhà. Đường này chạy thẳng ra đường NE8, phía đằng trước là đường NE8. Kinh doanh buôn bán rất là đông luôn. Đường này là đường DL12 nha cả nhà. Dân cư ở đây là xây nhà lên 80% rồi, và đa số là buôn bán kinh doanh là nhiều, bởi vì đường thông dài, dân cư đông. Còn cái hướng này thì chúng ta sẽ chạy thẳng lại với công viên Ecolot cũng như là trường Đại học Việt Đức và siêu thị Go chuẩn bị xây phía đằng này nha cả nhà. Từ vị trí này mà chạy lại với công viên cũng như là trường Đại học Việt Đức thì khoảng tầm 7 đến 800m thôi. Rất là gần luôn ạ. Dân cư đông, đi lại đông đúc nên là với trục đường này thì chúng ta có thể buôn bán kinh doanh khá là nhiều mặt hàng cũng được nha. Bây giờ chúng ta nhìn lại lô căn nhà thêm lần nữa. Vị trí căn nhà từ cái bàn ghế đá đến với cây xe kê là ngang 5, dài 30, tổng là 150m², thổ cư 100% sổ sẵn. Bên cạnh thì đã có một cái đường hông ha, đường bên hông đi xuống nhà bếp. Gia chủ nhà khóa cửa nên em không có vào quay video cho cả nhà được, nên đứng bên ngoài. Nếu mà muốn đi xem trực tiếp thì hãy liên hệ theo cái số điện thoại em ghi trên video thì em sẽ dẫn xem nhà trực tiếp nha cả nhà. Đường DL12 thông dài, dân cư đông, buôn bán sầm uất. Vì thế là rất là thuận tiện để cho những cô chú anh chị nào mình muốn mua để kinh doanh buôn bán hoặc là mua ở cũng được nha. Rồi em xin kết thúc video ở đây. Cảm ơn tất cả các cô chú anh chị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào.